1, 2, 2, 1, 2. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay thì bên mình đang có lên một dàn cấu hình âm thanh. Thì ở đây mình, đây là anh kỹ thuật của bên mình đang setup tại cái dàn âm thanh này. Các bạn hãy xem cái kết như thế nào nhé. 1, 2, 1, 2. Kỹ thuật của bên mình đang điều chỉnh một bộ dàn cơ NT 588. Bộ micro không dây NT 680 và bộ loa có NT A588 và cái đế 223L và 7 NT A500. Xin giới thiệu các bạn từ Mizo thì đây phía sau nó có đường sau ly thì bạn sẽ đi vào cổng mic phía trước của con Vanker 588 đây thì bạn sẽ đi vào đây cổng trước của con
công văn 588 đây. Và sau đó đây công văn 588 thì các bạn sẽ kết nối, đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn nè. Phía sau của công văn 588 đây nó sẽ có hai đường canon ra ao, hai đường ao của dây canon này thì bạn sẽ kết nối xuống cái code server 223 sẽ đi vào đường in bên này một cổng, đường in bên này một cổng là hai cổng, và sau đó là bạn kết nối từ con 223 đây code thì nó có đường hai đường full đây HT, bạn sẽ đi xuống đây kênh A của con đẩy và đường in bên này, đây bạn sẽ đi xuống kênh B của con đẩy A và B đây, và đường sub bên này đây nó có chữ low, bạn sẽ kết nối xuống đây kênh C, và đường sub bên này đây low, bạn sẽ kết nối xuống kênh D đây, và kênh C kênh D là dùng cho sub thì bạn kết nối đây hai dây lo dây màu đỏ, bạn sẽ kết nối ra gắn vào đây kênh C kênh D sẽ đi ra hai cái lo cổng sub của hai cái sub phía dưới, và kênh A kênh B hai dây màu trắng bạn sẽ kết nối ra hai lo full phía trên đây, hai lo 40 full phía trên đó, và sau đó thì các bạn mở phía trước đây, phía trước thì cục đẩy nó gồm có bốn kênh A B C D, thì hiện thời mình đang kết nối A B là ra cho hai cổng full, C D ra hai cổng sub đây, và phía trên đây của con 588 à nó có ba cái volume. Volume thứ nhất là music là dùng cho mở cho tiếng nhạc đây, tiếng nhạc đây đây, và cái volume thứ hai là volume mix là dùng cho tiếng mix đây, đóng lại không có mở lên đây, và volume thứ ba là volume của F fit echo đây, mình mở lên nè, một hai đóng lại không có, hai ba bốn, và mình đang sử dụng ở kênh số 1 đây, hiện số 1 đây đó. Rồi như thế còn con code server đây, cổng này volume này, volume này là volume của game full đây, hai cổng này đóng lại đóng lại không có, hai hai đây đấy, và hai cổng này, cổng này, cổng này volume sub đây đây đó, và hai cái cổng này, hai cái volume này là để cắt giải bắt vịt giải trong đây, thì mình đang để ở chế độ 140 hay 140 thì đúng nó giữa cái giải là nó tròn tiếp đó. Một hai thấy chưa, mất chép đây, một hai nếu các bạn lên này quá hai ba thì nó mất quá đây ở 140 rồi đó, và cái volume này một một hai hai là xong. Đây là mic volume, nếu các bạn đóng lại không có mở lên hai rồi xong. Xin chào các bạn nhé. Chẳng dịu em thôi.
suốt ngọn núi người lính yên ngồi. Ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Một dấu yên lệ, một người lính rời xa quê nhà, mang theo chiếc vòng tay cầu buồn. Tôi sống chiều xa, một phút tình cả đời trường. Theo anh trên những con đường xa, dù anh trong những đi vời xa, vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng rìu em. Núi người lính yên ngồi, gió đi mang theo mối tình đầu tiên. Anh yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió. Nay đây ra đi bao nhiêu chàng trai, một sương mỏi hạt đây ngánh lửa, quân cuộn trên tay chiếc vòng cầu hôn. Một sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo chiếc vòng thanh cầu hôn. Tôi sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa, dù anh trong những đêm vời xa vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vẫn trăng diệu em. Tòa xuân ngọn núi người lính yên ngồi, gió đi mang theo mối tình đầu tiên. Anh yêu cao nguyên đầy gió. Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm mỏi hạ đầy ngánh lửa rừng, bốn khuôn trên tay chiếc vòng cầu hôn. Gọi anh cao nguyên đầy gió. Ngày đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm ngoài hát bên ánh lửa rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em. Em yêu cao nguyên đầy gió.
chiều sao buồn thương. Từng đêm nằm mơ thấy mong em về, buồn khuôn trên tay chiếc vòng của ai. Em trong tay anh mối tình của em. Xin cảm ơn tất cả các bạn.